dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh nang thận. Video trước tôi cũng đã đề cập tới căn bệnh nang thận được phát triển và hình thành do hai nguyên nhân, đó là di truyền và tự mắc phải. Trong khi đó, thận là một trong những cơ quan chính trực tiếp phụ thuộc vào chất lượng thực phẩm mà bạn nạp vào cơ thể. Do đó, những gì bạn ăn uống hàng ngày đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thận. Nếu bạn tìm hiểu, bạn sẽ biết khi mình bổ sung các hoạt chất như abiotic, alkaloid, proanthocyanidin, polyphenol, flavonoid, gingerol, nó sẽ thay bạn nuôi dưỡng tốt cho quả thận của mình và không lo xuất hiện bệnh nang thận. Vậy, làm sao để chúng ta biết nó có trong những thực phẩm nào để bổ sung đầy đủ vào bữa ăn hàng ngày, nạp vào cơ thể một cách hợp lý nhất? Hãy cùng đồng hành với Pilora, chúng tôi sẽ mang lại những lời khuyên tốt nhất cho bạn. Nhóm chứa các hoạt chất flavonoid, gingerol, polyphenol, bạn cần bổ sung vì nó giúp lợi tiểu mạnh, thải các chất độc hại, giúp chống viêm và kháng khuẩn, và nó thường có trong thực phẩm như gừng, quả việt quất, trà xanh, cam, đậu đen và nho. Nhóm chứa các hoạt chất abiotic, alkaloid, proanthocyanidin, nó sẽ giúp bạn đánh tan và bào mòn, ngăn ngừa nang thận, chống oxy hóa mạnh. Nó thường có trong rau mùi tây, cam, dứa, nam việt quất, trà hạt lanh và măng tây. Nhóm thực phẩm giúp bảo vệ phục hồi chức năng thận như bắp cải, súp lơ, nho, thịt bò, trứng và táo. Ngoài việc có một chế độ ăn uống hợp lý cộng với một lối sống khoa học thì cũng là những giải pháp giúp tăng cường chức năng thận, đẩy lùi bệnh rất hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu bạn có những giấc ngủ ngon và chế độ luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Sau đây là chia sẻ chân thật từ người bệnh đã gặp khó khăn và khi áp dụng chế độ ăn uống và sinh hoạt đã có những chuyển biến rõ rệt. Cùng lắng nghe chia sẻ của chú Minh đây. Tôi tên là Nguyễn Văn Minh, 61 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng già rồi nên sức khỏe có phần suy giảm. Thời gian gần đây tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngồi lâu mà đứng lên thì đau nhói ở mạng sườn phải. Tối ngủ, đau ở vị trí thắt lưng. Con trai tôi thấy thế nên dẫn tôi đi khám để biết xem thế nào. Bác sĩ bảo là tình trạng sức khỏe tôi tốt, chỉ có vị trí quả thận phải thì có một cái khối u nhỏ cỡ 21mm, mà trong y học người ta gọi là nang thận, khiến cho tôi có cảm giác thấy đau đớn. Bác sĩ có nói là bệnh này không sao đâu, có thể sống chung với nó vì kích thước nhỏ nên không có đau nhiều, không có gây ảnh hưởng nhiều và cũng không có thuốc nào điều trị cho bệnh này hết. Khi nào kích thước lớn gây đau nhiều thì phải đi mổ. Nghe bác sĩ nói như thế thì tôi cũng an tâm, nhưng biết mình có bệnh thì tôi cũng hơi lo. Lên trên mạng kiếm các thông tin xem nguyên do từ đâu và ăn uống kiêng cữ như thế nào. Tôi có xem video của Pilora hướng dẫn bổ sung các thực phẩm tốt dành cho thận. Và vì biết mình bị bệnh nên tôi cũng hạn chế không sử dụng những bia rượu, trà hoặc cà phê. Sau thời gian tôi thấy là cải thiện hiệu quả, sức khỏe tốt hơn hẳn. Mà khi đi khám định kỳ thì lại thấy khối u không nhỏ mà lại tăng lên 31mm. Tôi cảm thấy rằng phương cách này chỉ giúp mình cải thiện sức khỏe chứ không giúp tôi đánh tan hết cái nang thận của mình. Hãy cùng theo dõi video tiếp theo để biết làm sao quên đi bệnh nang thận. Cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn vui lòng gọi đến hotline Pilora 0909 542 938 hoặc số điện thoại 0962 158 661 để được chuyên gia tư vấn cụ thể. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website wendybenhnangthan.com, youtube.com/pilora tv hoặc đến dược phẩm Pilora tại số 32, đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Pilora TV.